Em xin kính chào tất cả các bác. Ở đây là phân trâu khô nhà em. Cái này là được em phơi dưới màn nhà kính ạ. Để cho lên sàn và phơi dưới màn nhà kính, nó khô tuyệt đối luôn. Và cái này thì các bác có thể dùng làm giá thể, cũng có thể làm trực tiếp làm giá thể trồng hoa lan luôn ạ. Rất là tiện và rất là tốt cái này. Rất là khô. Một bao màu cam đầy như này chỉ được tầm khoảng 12 đến 13 cân thôi. Đấy, rất là... Các bác cẩn thận hơn thì về các bác có thể ủ thêm nấm hoặc là phun thêm nấm chicho để... Cái này thì em đang bán là 18.000 một cân. 18.000 một cân phân trâu khô. Còn vỏ thông ạ, vỏ thông thì nhà em có 3 loại. Đây là loại số 3, loại to này. Đây là số 3 loại to thì nó có mài cạnh và cái này thì đang là 18.000 một cân. Những cái dòng vỏ thông to này thì các bác có thể trồng những cái dòng dáng hương hoặc là thân thòng đều rất là hợp lý ạ. Đấy, số 3 18.000 một cân. Còn số 2 thì nhỏ hơn nhưng mà cái này thì nó không mài cạnh. Đây không cái này là loại nhỡ. Số 2 là 16.000 một cân. Loại này thì không được đẹp bằng số 3 nhưng mà thường là loại này là trồng được tất cả các loại. Nói chung là nó phù hợp với tất cả các loại lan, từ lan nhỏ đến lan to, từ lan rồi lan kiếm, trồng loại này cũng đều rất là hợp lý. Còn số 1 thì để giải mặt thôi các bạn, tại vì số 1 rất là nhỏ. Đấy, số 1 rất là nhỏ, cái này chỉ để giải mặt thôi. 12.000 một cân. Hôm nay thì em có về thêm khay chống nắng. Khay chống nóng cho vườn lan. Cái này em đang bán là 12.000 một cái. Kích thước của nó là 50-50 và cao là 3 cm. Cái này thì các bác đổ nước vào. Đổ nước vào và mình đặt ở dưới giàn lan ấy, thì đến lúc mà nắng nóng thì nó sẽ bốc hơi lên và làm mát giàn lan. Hoặc là cái này thì các bác hoặc là các bác cho nước vào này, mình có thể đặt trực tiếp chậu lan vào. Đặt trực tiếp chậu lan vào. Còn đối với lan kiếm, những cái chậu to thì các bác có thể úp ngược một cái chậu lên, rồi mình đặt cái chậu, rồi đặt chậu lan trên. Đấy, nó làm mát lan, giàn lan rất là hiệu quả. Cái khay đựng nước này 12.000 một cái. Còn về lưới, mùa này thì trời nắng to rồi, các bác mà răng lưới thì các bác, nhà em có lưới đài ạ. Lưới đài thì em đang có khổ 2m, khổ 3m và khổ 4m. Đây, em có để mẫu ở đây này. Em có cả màu xanh nhé, lưới đài màu xanh và màu đen. Đây, lưới đài của em là của hãng Kasung Net, cửa hàng của bên Đài Loan, nhập khẩu từ Đài Loan về. Thì khổ 2m là 28.000. 28.000 là được 2m2 đấy, có nghĩa là em tính 5m2 là được 2m2. Còn khổ 3m thì là 40.000. 40.000 là được 3m2 đấy. Còn khổ 4m thì là 55.000. 55.000 1m. Có nghĩa là đấy là chiều rộng, còn chiều dài thì các bác lấy bao nhiêu mét thì em sẽ cắt bấy nhiêu. Đó. Lưới đài thì em có cả màu xanh nhá, cả màu xanh và màu đen. Lưới của em là lưới 70% nắng ạ. Còn chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ này. Mẫu chậu được các bác rất là ưa chuộng để trồng lan cho năm nay. Mẫu chậu nhựa HD. Nhựa HD này là nhựa tốt, nhựa rất là bền và đẹp. Đây, màu sắc cũng rất là đẹp. Cái này thì em đang bán là chậu bí này. Thì đang có 3 cỡ, phi 20, 25 và 30. Thì tương ứng với giá là 10, 12 và 16. Cái này thì không có nan phụ kèm. Còn mẫu chậu sen thì có nan phụ và mẫu này thì có đắt hơn là mẫu bí. Mẫu này thì đang có giá là phi 20 là 11.000, phi 25 là 13.000 và phi 30 nó là 10. Đó là 22.000 ạ. Đây. Phi 30 này. Chậu rất là chắc chắn luôn. Các bác có thể thay chậu gỗ hoặc thay chậu gỗ, chậu đất bằng chậu nhựa này cũng được, tại vì chậu nhựa này nó cũng có rất là nhiều ưu điểm này. Các bác treo cao, ví dụ như gió mưa to gió lớn dù có rơi xuống thì nó cũng không làm sao.
và thứ nhất là nó không bị vỡ này, không bị không nặng dàn này, không bị vỡ này. Thứ nhất là an toàn cho con người đã. Ví dụ như các bác mà treo ở trước sân nhà ấy. Đấy, đấy là về chậu. Chậu thì em có nhiều cỡ lắm, nhiều cỡ, nhiều mẫu. Mẫu chậu nhiều lỗ này, nhiều lỗ với ít lỗ này. Mẫu ít lỗ này thì với nhiều lỗ này thì giá tương ứng này. Có cái phi 10, phi 18. Phi 18 nó là 3.500. Phi 21. Phi 21 nó là 4.500 và phi 23. Phi 23 nó là 6.500 ạ. Đấy là chậu. Em quay một chút với các bác về phân thuốc ạ. À, phân thuốc thì nhà em có hầu như là đầy đủ từ phân bón lá đến phân tan chậm này. Phân Zinan. Zinan này thì có hai loại là cho cây con và cây trưởng thành. Hộp này là 1,36 kg là 155.000. Còn lọ bé này là 25.000 một lọ này. Đây nó có hai chỉ số nhá. 2310808 nó cho lan con và 22-10-10 cho lan trưởng thành. Nói chung là mùa này là mùa thổ nhũn rồi thì mình nên chọn những cái dòng sản phẩm mà đạm thấp này. Mùa xuân thì mình bón đạm cao, còn mùa hè thì mình bón đạm thấp thì cây nó sẽ cứng cáp và khỏe mạnh hơn, nó sẽ chống được thổ nhũn hơn. Đây, bả ốc là 25.000. B1. B1 Thái 25.000. B1 Mỹ Grommore 235 ml là 35.000. Loại này nó rẻ hơn là B1 Thái. Đây, Hùng Nguyễn ạ, chế phẩm Hùng Nguyễn này là 25.000 một lọ. Humic 40 này, Humic lọ bé này. Để các bác vườn ít thì chọn lọ bé thôi. Trong thối thì em có rất là nhiều loại. Từ Fisan này, Fisan sát khuẩn là 55 này. Rồi Captain Thái 25. Đấy, Captain Thái là 25 này, rồi Ridomin là 60. Mancozeb xanh này thì là 40 này. Kinkinbun 40. Biorot ạ, Biorot của Mỹ. Lọ chiết, tách chiết lọ bé này. Lọ bé này 50 ml là 45.000. Đây N3M của Việt Nam. Cái N3M này là 25.000. Phân thuốc thì nhà em hầu như là em có đầy đủ nha. Các bác mà cần loại gì thì các bác có thể nhắn tin hoặc gọi điện thì em sẽ báo giá cụ thể hơn. Tại vì có rất là nhiều loại, từ phân tan chậm cho đến bón lá, rồi thuốc trừ bệnh, rồi các kiểu luôn. Vâng, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em ạ.